chủ nghĩa Phật. Nam mô Tát Sa Bà Ra Ma Do A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bù Đa Sa. Nam mô Tát Sa Bà Ra Ma Do A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bù Đa Sa. Nam mô Tát Sa Bà Ra Ma Do A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bù Đa Sa. Này học bài thiền niệm giới. Bài thiền niệm giới là 140 đề mục thiền định. Có rất nhiều cái cách để tập thiền. Có người mỗi người thì phù hợp với một cái pháp môn. Có người thiền niệm hơi thở, có người niệm Phật, có người niệm pháp, người niệm tăng, người niệm giới, người niệm thí, niệm thiền. Đây là một trong 6 cái pháp tùy quán. Trong 6 pháp tùy niệm mà nó để sinh cái tâm hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ với nguyên nhân pháp. Khi người niệm Phật thì hoan hỷ với ân đức Phật, niệm pháp thì hoan hỷ với ân đức pháp, niệm tăng thì hoan hỷ với ân đức chư tăng. Để niệm giới để mình hoan hỷ với, hoan hỷ với cái sự giữ giới thanh tịnh của mình. Những người Phật tử thì mình mà sẽ giữ giới của những người Phật tử tại gia thì có giới của Phật tử tại gia, người xuất gia thì có cái giới của Phật tử xuất gia, của cái người xuất gia. Mà nếu như mà mình giữ giới một cách thanh tịnh mà mình hoan hỷ với cái sự giữ giới thanh tịnh của mình thì đấy là cái thiền niệm giới. Phật tử tại gia mình giữ năm giới thì mình có thể thực hành, mình tưởng niệm đến năm giới của mình thanh tịnh thì nó sẽ tạo thành thiền niệm giới. Người xuất gia thì tưởng niệm đến những cái giới thanh tịnh của người xuất gia để phát triển thiền niệm giới. Thì cái thiền niệm giới thì nó sẽ là một cái nền tảng cho các cái thiện pháp khác. Đấy, nên là những cái người mà không có giới hạnh thì đấy là những cái nguyên nhân để họ tạo những cái điều tội lỗi và khi chết phải đọa vào những cõi khổ đau. Còn những người có giới hạnh đấy là những cái nền tảng của các thiện pháp, và các thiện pháp đấy sẽ là cái nhân để một cái người đấy có thể phát triển được những cái hạnh cao thượng, như là một người có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, như là đắc được thiền, nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ, mà có thể đi đến giải thoát, đi đến chứng ngộ niết bàn, hoặc là sinh về những cái cõi an lành, cõi an vui, thì đều có cái nền tảng từ giới, từ cái sự giữ những cái điều giới. Vì vậy nên học thiền niệm giới để mình giữ giới một cách mạnh mẽ hơn, giữ giới một cách trong sạch, một cách thanh tịnh hơn, thì điều đó mình sẽ tạo được một cái được nhiều những cái thiện nghiệp, được nhiều cái thiện pháp hơn. Thiền niệm giới, muốn hiểu, muốn thực hành được thiền niệm giới thì đầu tiên là hiểu thế nào là giới trước. Như người niệm ân đức Phật thì mình phải hiểu thế nào là ân đức Phật thì mới niệm được. Niệm ân đức pháp hay niệm ân đức tăng vật, mình phải hiểu thế nào là ân Phật, ân pháp, ân tăng. Còn được người thực hành thiền niệm giới thì phải hiểu thế nào là giới, giới là cái gì, để mình cho mình giới là cái gì để cho mình tưởng niệm. Thì cái người mà càng hiểu rõ ràng về giới thì đến lúc mình thực hành thiền niệm giới nó càng dễ dàng. Người nào mà cái sự hiểu về giới của mình kém thì khi mà mình thực hành nó cũng sẽ kém. Thực hành muốn đi thực hành thiền niệm giới phải hiểu giới, các cái ý nghĩa của giới. Những cái giới có cái nghĩa đó là tránh xa, cố ý tránh xa việc ác, hay là đây còn gọi là cái tâm sở tư, cetana, cetana, cetasika, tâm sở tư, tư có nghĩa là cố ý. Một cái người mà có cái hành động cố ý tạo, cố ý làm việc ác thì cái người này là tạo ác nghiệp, người này là phạm giới. Còn một trường hợp là cố ý tránh xa việc ác thì đó là giới. Ví dụ như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm.
Như bây giờ mình đang ngồi đây, mình có giữ được giới không? Mình chắc đang ngồi ở trong này, mình có giữ được giới không? Khi nào thì mình giữ được giới? Khi nào có con muỗi nó đến nó đốt mình? Nhưng bây giờ mình đang ngồi mà có con muỗi nó đến nó đốt mình, thì lúc đấy sẽ có hai cái trường hợp. Một là mình sẽ cố ý, một là mình sẽ cố ý đập nó chết. Hai là mình cố ý đuổi nó đi chứ không đập nó. Vậy thì nó sẽ có cái giới nó sẽ thành tựu hay không? Nó ở cái cố ý này. Vậy thì mình cố ý phạm giới hay là cố ý giữ giới, nó sẽ ở đây. Mình đang ngồi đây, mình có giữ được giới không, trộm cắp không? Nếu bây giờ mình muốn lấy trộm của ai một cái gì đó, mình khởi những cái tâm là người ta muốn lấy một cái vật gì đó của người khác để cho trước mặt mình, nhưng mà mình vẫn cố ý không có lấy, cố ý không lấy một cái gì của ai cả, thì lúc đấy thì mới nó cái giới nó mới thành tịnh. Giới tà dâm, giới nói dối cũng vậy, giới uống rượu cũng vậy. Đây có giữ được, mình đang ngồi đây có giữ được giới uống rượu không? Đây làm gì có rượu để mà giữ? Đây không có rượu thì làm sao mà giữ được giới uống rượu? Vì vậy cho nên là cái giới uống rượu nó sẽ thành ở chỗ nào? Ở cái chỗ nào nó có rượu ấy. Nên chỗ nào nó có rượu ấy. Ví dụ có người mời mình đi uống rượu, rủ mình đi uống rượu. Mà cái lúc đấy mình có giới hay không nó mới thể hiện ra. Và tôi giữ giới lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mời tôi đi làm chén. Thì cái từ lâu đến giờ giữ giới nó có thành không? Thì từ trước đến giờ mình chưa hề có giới. Bây giờ mới là cái lúc thể hiện xem là mình thật sự có giới hay không. Như vậy mà mình giữ giới không sát sinh lâu lắm rồi, hôm nay bực mình có phải sát sinh cả. Thì cái đó, điều đó là cái từ trước đến giờ đấy là mình chưa hề có giới. Mà cái lúc mà nó thể hiện ra là mình đang đối diện trước một cái hành động, trước một cái hoàn cảnh mà mình có thể mà chế ngự được cái tâm bất thiện, mà phát triển được cái tâm thiện, tức là cố ý tránh xa một cái việc ác, mà cái việc đó nó đang, mình đang đối diện với nó, mình đang đối diện với một cái việc ác nhưng mình cố ý tránh xa, mình có thể đánh được nó, thì lúc đấy mới thật sự là giữ giới. Vậy thì giới nó có cái ý nghĩa là như vậy, cố ý tránh xa việc ác. Giới có cái nghĩa thứ hai là tiết chế, chế ngự, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Đấy là giới nó có cái ý nghĩa đấy. Đây là tiết chế, tránh ngữ, là một cái người nói sự thật. Tránh nghiệp, tránh nghiệp đây là những cái hành động ở thân, ở khẩu, ở ý. Tránh nghiệp thì nó bao gồm hết cả ở thân, ở khẩu, ở ý. Ví dụ như thân mình chế ngự, chế ngự ở cái lời nói, chế ngự ở nơi thân, ở các cái thân khẩu ý. Thân của mình có cái sự chế ngự, tiết chế, chế ngự. Nhưng khi nào mình khởi lên cái ý muốn sát sinh, nhưng mà lúc đấy mình phải chế ngự nó lại, không được sát, không được sát, không được sát, phải chế ngự nó lại như thế. Khởi lên cái ý muốn trộm cắp thì lúc đấy mình phải chế ngự nó lại, không được lấy trộm, không được lấy trộm, không được phép. Khởi lên cái ý tà dâm thì lúc ấy mình cũng phải chế ngự lại, không được. Khởi lên cái ý muốn nói dối thì cũng phải chế ngự lại, không được nói dối. Khởi lên cái tâm thèm rượu, muốn đi uống rượu nhưng mà phải chế ngự lại, không được uống rượu. Thì đấy gọi là tiết chế phần, tiết chế. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ trước có một cái câu chuyện là có bốn vị vua, một vị vua có người, một vị vua ở cõi trời, một vị vua ở cõi long vương, một vị vua ở cõi chim sĩ điểu vương. Bốn vị vua đấy nghĩ rằng là mình làm vua, xung quanh mình có quá nhiều những cái dục lạc, có quá nhiều những cái sự cám dỗ và rất là khó giữ giới. Bây giờ muốn giữ giới thanh tịnh thì mình phải lìa bỏ cái chỗ ở này, cái chú xứ này, và đi vào trong cái rừng, cái khu vườn ngự uyển này để ngồi đấy để giữ giới cho nó thanh tịnh. Một vị vua có người nghĩ như vậy, đi vào trong rừng và trong cái vườn đấy ngồi để giữ giới. Một vị vua ở cõi long vương cũng nghĩ như vậy, cũng nên cái vườn đấy giữ giới. Một vị vua ở cõi chim sĩ điểu nghĩ như vậy, cũng nên cái vườn đấy ngồi trên tảng đá giữ giới. Và một cái
Vị vua ở cõi trời cũng nghĩ như vậy, rồi bốn vị cùng ngồi đấy giữ giới từ sáng đến chiều. Sau ngày từ sáng đến chiều thì lúc các vị giữ giới thì tịnh khẩu, không ai nói chuyện với ai cho đến hết ngày rồi. Bắt đầu mới xả hết cái người giữ giới rồi bắt đầu các vị mới ngồi nói chuyện với nhau. Các vị bảo là các bạn hôm nay chúng ta hội họp, chúng ta vô tình gặp nhau ở đây, mọi người đều đến đây để giữ giới. Vậy bây giờ các vị thử nói xem trong bốn chúng ta ai là cái người giữ giới tốt nhất, giới của ai cao nhất, giới của ai là tốt nhất hôm nay. Nên là cái ông vua ở cõi trời ông bảo các ông làm sao sánh được với tôi. Tôi ở trên thiên giới dục nạn rất nhiều và rất nhiều phận sự, thế mà tôi còn buông bỏ tôi về đây tôi ngồi được. Thì cái giới của tôi phải nói là rất là cao thượng. Thì cái ông vua ở cõi người ông bảo cái công việc của tôi cũng rất là nhiều, những cái công việc về này, những cái dục lạc trần gian cũng rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn từ bỏ được. Tôi làm được một cái việc mà khó ai có thể làm được, vị vua mà có thể bỏ hết cái thời gian công sức công việc đến đây để giữ giới, cho nên giữ giới của tôi là cao thượng nhất. Lúc đấy thì cái ông vua cõi Long Vương ấy, ông ấy bảo là các ông sở dĩ có thể giữ được giới là vì các ông có thể lánh xa được những ngoại cảnh, lánh xa được ngoại cảnh. Còn nếu bây giờ mà cái ngoại cảnh nó mà chờ đợi ở trước mắt thì liệu các ông có giữ được không? Nếu bây giờ có kẻ thù nó mà đang đến nó rình rập ở trước mắt thì liệu các ông có giữ được chứ hay không? Nhưng mà hôm nay tôi làm được việc đấy, đó là tôi ngồi ở đây, nhưng mà cái ông vua ở cái cõi chim sĩ điểu là cái loài mà chuyên môn đi ăn rồng ấy. Là kẻ thù ngồi ngay trước mắt tôi mà tôi không khởi lên tâm sân, mà tôi vẫn bình tĩnh tôi giữ giới được từ sáng giờ. Thì đấy, giữa cái sự tiết chế của tôi rất là mạnh như vậy, chế ngự được cái tâm sân mạnh như vậy, cho nên là giới của tôi là cao thượng nhất. Thế lúc đấy thì cái ông vua có chim đại bàng chim sĩ điểu, ông bảo là thì bây giờ các ông ngồi đây, nhưng mà bây giờ thử có những cái món ngon vật lạ nó bày ra trước mắt thì các ông có chế ngự được không, có giữ được giới nhịn ăn không? Thế mà bây giờ có một cái món ăn rất là ngon ngồi ngay trước miệng tôi từ sáng đến giờ, thế mà tôi vẫn tiết chế được, tôi vẫn kiềm chế được, tôi vẫn giữ giới được. Như thế thì giới của ai là cao thượng hơn? Thế thì cái giới đấy thì trong đó thì giới của ai là cao thượng? Thì tất cả mọi người giữ giới là có cái hạnh tiết chế như vậy, tức là phải chế ngự. Mình có thể là lánh đi một cái chỗ khác, tránh xa những cái ngoại cảnh. Ví dụ như là những cái ngoại cảnh nó quá ồn ào mình tránh, những cái ngoại cảnh mà nó có quá nhiều cái sự bất thiện nó làm cho mình khởi tâm sân. Ví dụ như là nó có quá nhiều cái người hung dữ, người ta hay gây sự thì mình cũng phải tránh đi chỗ khác để cho mình cái tâm của mình nó thanh tịnh, giới hạnh nó được thanh tịnh. Hay là ở cái chỗ nào nó có quá nhiều cái niềm vui nó lôi kéo mình, nó cuốn hút mình thì mình cũng phải tránh xa cái chỗ đấy đi. Nhưng mà trong những cái trường hợp không thể tránh được, ví dụ như là cái ông vua Long Vương này, ông không thể tránh được vì ông vô tình đến đấy thì gặp ông ở chim sĩ điểu là một cái loài chuyên môn ăn thịt mình đang ngồi đấy. Lúc đấy tức là mình tránh đi đến một cái chỗ khác, nhưng mà tránh đến đấy thì lại cũng giống như là oan gia ngõ hẹp, mà tránh đến cái chỗ này cho nó thanh tịnh. Mà ở đời rất là nhiều cái chuyện mà nó phiền não, bây giờ phải tránh đi vào chùa cho nó đánh tục thần gian. Vào chùa lại gặp những cái chuyện phiền não cũng chẳng kém gì, lúc ấy làm sao? Thì cái lúc đấy thì mình phải khởi lên cái tâm gọi là tiết chế, chế ngự, hay là khởi lên cái tâm kham nhẫn, nhẫn nại. Thì đó là giữ giới, là một cái sự tiết chế ngự về thân, chế ngự ở nơi khẩu, ở nơi lời nói, và chế ngự ở trong tâm, cố gắng không để cho nó khởi lên cái tâm tham sân si. Còn giữ giới cũng có nghĩa là thu thúc không cho sáu căn đắm nhiễm với sáu trần. Bây giờ mình thì sao giữ giới nó khó thế, tôi rất là khó có thể giữ giới được, cứ
ở một cái nơi nào mà nó thanh tịnh vắng vẻ, ví dụ như là ở trong chùa nó dễ giữ giới, mà cứ về đến nhà là bắt đầu lại phạm giới, lại phạm rất là nhiều giới. Cái người mà khó giữ giới là vì không biết thu thúc các căn, không biết thu thúc các căn với các trần cảnh. Ví dụ như là một cái người mà mình cứ hay ưa thích xem phim, xem múa hát, xem ca nhạc, hay là đi chơi, đi tham gia nhiều cái hội chúng chơi bời, thì lúc đấy mình sẽ rất là khó giữ. Ví dụ như là một cái người mà muốn giữ năm giới cho nó trọn vẹn, nhưng mà mai mốt lại có một cái đám cưới, mai mốt có một cái đám giỗ, mai mốt lại có một cái công này việc nọ, bắt đầu đi thì người ta ép lại phải uống rượu, lúc đấy lại phạm giới. Đấy thì là do cái căn mà không được thu thúc, mình tiếp xúc với những cái ngoại cảnh và nó khiến cho mình không giữ được giới. Vậy thì cái người thu thúc các căn nên mà có nghĩa là mình phải tránh xa những cái ngoại cảnh. Những cái ngoại cảnh đó là cái ngoại cảnh ưa và không ưa. Ví dụ có những cái ngoại cảnh mà nó hấp dẫn, ví dụ như là mình thích xem những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc mà nó khả ái, khả hỷ, khả lạc, hấp dẫn, liên hệ đến dục, thì những cái cảnh đấy nó sẽ làm cho mình, làm cho tâm của mình bị dao động và mình khó có thể giữ được giới, và nó sẽ khởi lên cái tâm là muốn phạm giới, nó là như vậy. Thế thì cái người mà thu thúc thì có nghĩa là khi mà các căn tiếp xúc với các trần thì vị đó không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến yêu bi các ác bất thiện pháp khởi lên thì chế ngự nguyên nhân đấy. Tức là khi mà các căn mình tiếp xúc với các trần thì dù cái cảnh trần đấy nó là đẹp, nhưng mình đừng có tác ý nó là đẹp, mình phải tác ý nó là xấu. Mình không nếu mình tác ý là xấu nó khởi lên tâm sân ấy, thì mình phải tác ý nó là vô thường. Tất cả các cảnh nó là vô thường, khổ, vô ngã hay bất tịnh thì nó sẽ không ám ảnh ở trong tâm nữa. Thì lúc đấy cái tâm nó được thanh tịnh thì giới thanh tịnh, tâm ô nhiễm thì giới ô nhiễm. Đấy là mà các căn tiếp xúc với các cái trần cảnh bên ngoài thì nó sẽ làm cho tâm ô nhiễm. Nếu biết tác ý đúng thì nó làm cho tâm thanh tịnh. Vậy thì cái người thu thúc các căn là vậy, không để các căn đắm nhiễm với các trần cảnh. Vậy cho nên là Đức Phật như thế là không được xem nghe múa hát ấy, không được trang điểm. Đấy là mình tiết, đấy là cái sự mà thu thúc không được để cho cái căn nó đắm nhiễm đối với cảnh trần. Giới có cái đặc tính của giới là giữ gìn thân khẩu ý cho đàng hoàng nghiêm chỉnh. Giới nó có một cái đặc tính giữ gìn ở nơi thân, giữ gìn ở nơi khẩu, giữ gìn ở nơi tâm ý. Thì mình phải có cái sự giữ gìn cho nó trang nghiêm, giữ gìn cho nó nghiêm túc. Tức là cái tâm của mình nó phải nghiêm túc, cái thân của mình nó phải nghiêm túc. Nó nghiêm túc từ ở thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý thì cái người đấy sẽ giữ được giới. Nếu cái người nào mà không nghiêm túc hay đùa giỡn, người đấy sẽ khó mà giữ được giới. Còn cái người mà nghiêm túc trong mọi cái hành động để mà giữ giới thì mới có thể giữ giới được. Thì cái người giữ gìn đàng hoàng nghiêm túc và làm nền tảng cho các thiện pháp. Giới nó có một cái đặc tính đó là làm nền tảng cho các cái pháp thiện. Vậy thì cái người giữ giới là cái người đó sẽ phải trang nghiêm ở nơi thân, sẽ phải nghiêm túc ở nơi lời nói và nghiêm túc cả ở trong suy nghĩ, cũng phải trang nghiêm. Chứ không phải là cái người mà không nghiêm túc thì có nghĩa là làm sao, người không có nghiêm túc thì tức là cái người đó coi thường cái việc giữ giới, người ta không có coi cái việc giữ giới là quan trọng, mà cái việc giữ giới nó người ta coi nó giống như là một cái gì đó rất là bình thường. Đến đấy tức cái người đó không có hiểu được cái lợi ích của cái việc giữ giới, nên là không có cái tâm cầu tiến những cái pháp cao thượng. Mà người ta nghĩ rằng những cái chuyện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là cái chuyện bình thường. Và người ta thấy là những cái người nào mà nghiêm túc thực hành, người ta cũng không có tôn trọng, không có kính trọng.
thì cái người đấy người ta sẽ không không nghiêm túc giữ giới. Còn cái người nào người ta biết trân trọng giới, biết trân trọng những người giữ giới, thì họ mới biết tự mình giữ giới một cách đàng hoàng nghiêm túc. Thì cái người đó mới làm nền tảng cho các thiện pháp. Vậy thì cái người giữ giới thì nhiếp mình ở trong các cái hành động thiện, cho nên là cái người đó luôn luôn có cái ý thức tránh tất cả những cái việc bất thiện. Và khi mà làm việc gì, người đó sẽ thận trọng cân nhắc việc nào là việc bất thiện, vì nó sẽ khi mình hiểu được cái việc đấy là việc bất thiện vì nó sẽ tránh xa. Và khi nào chỉ có cái việc nào vị đó biết đây là cái thiện nghiệp, đây là cái việc thiện, thì vị đó mới làm. Thì đấy là cái sự giữ giới. Những cái người mà giữ giới, ví dụ như là người ta giữ giới sát sinh, thì khi mà người ta đi ở trên mặt đất, người ta thận trọng, người ta nhìn xuống dưới đường, nếu mà nó có cái con gì nó bỏ thì người ta cũng còn biết tránh để cho nó khỏi đạp vào những con côn trùng. Hoặc là khi mà một người giữ giới một cách thận trọng, khi mà người ta đốt một cây đèn, người ta cũng phải biết cái cây đèn này khi mà đốt lên, nhất là vào trời tối, có rất nhiều sâu bọ nó bay lên nó chết. Và có khi người ta sẽ biết tránh. Hoặc là khi mà người ta bật đèn lên, người ta thấy có rất nhiều cái con vật nó bay đến đấy, thấy ánh sáng nó bay đến và nó chết, thì ngày hôm sau người ta sẽ tránh đi. Đấy là cái người giữ giới một cách mà giữ gìn một cách nghiêm chỉnh và thận trọng, để luôn luôn hướng đến những cái hành động của mình là cái điều thiện hay bất thiện, và tránh xa những cái việc bất thiện, làm nền tảng cho mọi thiện pháp. Vậy cái người giữ giới là cái người luôn 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 tích cực trong cái thiện pháp và tránh xa những cái ác pháp. Cái đặc tính của giới và cái nhiệm vụ của giới, thì cái người mà có cái giữ giới thì luôn luôn có một cái nhiệm vụ là diệt trừ các cái tội lỗi, các cái nỗi lầm và vun bồi đức hạnh. Tất cả những cái gì mà những cái điều mà tội lỗi mình đã có rồi thì bây giờ phải cố gắng diệt trừ. Những cái tội gì mà chưa có thì phải ngăn ngừa, đừng để cho nó sinh khởi ở tương lai. Vun bồi những cái công đức, những cái thiện nghiệp gì mà đã làm thì lại làm thêm nữa, và những cái gì chưa làm thì bây giờ cố gắng để làm. Thì đấy là cái giới, cái nhiệm vụ của giới là như vậy. Luôn luôn một cái bên là diệt trừ các nỗi lầm, và một bên nó là phải tăng trưởng những cái công đức, những thiện nghiệp. Vậy thì bây giờ mình gặp mọi người, mình có biết ai là cái người có giới hạnh, ai là cái người thiện lành, ai là cái người không có giới hạnh, ai là cái người bất thiện không? Gặp một cái người xa lạ mình có biết không? Biết rồi, ở đây là người tốt, đây là người thiện, đây là người bất thiện. Nó có thể hiện không? Giới nó có thể hiện được ra, thể hiện được ra cho mình biết không? Chỉ có cái người mà cái giới hạnh rất là lớn rồi thì có khi mình mới thể hiện ra được. Hoặc là những cái người mà có cái tâm, cái tánh bất thiện rất lớn thì sẽ thể hiện ra một cách rất là thô. Nhưng mà có những cái người cái giới hạnh còn ở cái mức độ thấp, hoặc là những cái điều bất thiện nó cũng ở cái mức độ thấp, thì có thể chưa chắc mà một cái người khác đã phát hiện ra đây là người thiện hay bất thiện. Hoặc là cũng có người người ta có cả thiện có cả bất thiện. Thì cái giới nó vậy, thì để biết được người có giới hay không thì nó có cái sự thể hiện của cái sự giữ giới, đó là thân khẩu ý thiện lành thanh tịnh. Thân khẩu ý tức là thân tránh xa những cái việc ác và chỉ làm việc thiện, khẩu tránh không có nói những cái lời bất thiện mà chỉ nói những cái lời thiện, ý không suy nghĩ những cái điều bất thiện. Thanh tịnh có nghĩa là cái vị đó không đắm nhiễm những cái trần cảnh. Những cái trần cảnh, ví dụ như là một cái người nói rằng là tôi là cái người giữ giới tốt lắm đấy, tôi giữ giới nghiêm túc lắm, nhưng mà cái vị đó lại có cái tánh tham và tánh sân rất là mạnh, thì mình có tin được không? Có tin được cái người đấy nói là tôi giữ giới lắm không? Thì nó sẽ thể hiện ra ở thân khẩu ý được thiện lành, nhưng mà nó phải thanh tịnh. Vậy cho có người nói là hôm nay tôi làm rất là nhiều cái thiện pháp, đi cúng dường, đi bố thí, đi giúp đỡ, đi phục vụ rất là nhiều. Thì cái đấy là cái người đó rất là thiện lành, có cái tâm làm việc thiện.
Nhưng mà lại có cái tánh không thanh tịnh. Không thanh tịnh đó là vẫn còn ưa thích những cái tầm thường ở thế gian, như là còn ưa, còn có cái tâm tham về ngũ dục, hay là còn có cái tâm sân, còn có canh tị, còn có tật đố, còn có ngã mạn, còn thích khen mình chê người. Thế thì cái đấy là cái người đó thiếu cái thanh tịnh. Không có cái thanh tịnh thì cái thiện lành nó không được lâu dài, nó chỉ là nhất thời. Vậy thì có những cái người tôi chẳng làm được cái thiện nghiệp gì, nhưng mà cái người đấy lại có được cái tâm rất là thanh tịnh, rất là ít tham, rất là ít sân, rất là ít si. Thì cái người nào là cái người có giới hạnh hơn? Cái người mà làm việc thiện nhiều nhưng mà lại nhiều tham sân si, nhưng mà cái người ít làm được việc thiện nhưng lại ít tham sân si, thì cái người nào là cái người có giới hạnh cao hơn? Cái người thanh tịnh ấy mới là cái người có giới hạnh cao hơn. Người thanh tịnh ở nơi tâm. Vậy thì giới nó sẽ được thể hiện ra như vậy. Nó thể hiện ra được ở những cái điều thiện lành, và nó thể hiện ra được ở cái đức tính thanh tịnh của cái người đó. Giới có cái nhân gần đó là biết hổ thẹn tội lỗi. Giới có cái nhân đó là biết ghê sợ tội lỗi. Ví dụ như là bây giờ một cái người đó làm những cái việc tội lỗi rồi, họ có bây giờ xong là có người khác bảo ồ làm việc này là tội lỗi đấy mà, tôi kệ, tôi làm tội kệ tôi, việc gì phải soi mói tôi. Vậy thì cái người đấy là người gì? Người không biết hổ thẹn, không biết hổ thẹn và không biết sửa sai, không biết sửa sai. Ví dụ như mà cái người đó sai mà được người khác nhắc nhở, nhưng mà khi mà được người khác nhắc nhở thì khởi lên cái tâm sân, tức tối, bực bội. Thì cái người đó có giới hạnh không? Người đó thấy không có giới hạnh. Cái người có giới hạnh thì khi mà được người khác nhắc cho mình là sai thì làm sao? Thì cảm ơn, xin cảm ơn, cảm ơn. Thì cái nhân của cái giới hạnh là, thế, là biết hổ thẹn những điều tội lỗi, và biết ghê sợ những điều tội lỗi, thấy sợ hãi trong cả những lỗi nhỏ nhặt. Thế bây giờ có người nói rằng là một người thì nói rằng là tôi không ai được nói nỗi lầm của tôi. Còn một người thì nói là ai thấy tôi có nỗi lầm gì mong hãy chỉ cho tôi, mong hãy chỉ cho tôi biết, mong hãy chỉ cho tôi biết. Thì cái người đấy, cái người mà mong cho người khác chỉ cho mình cái nỗi để mình sửa, thì cái người đấy chính là cái người biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Đấy là cái nhân gần của cái người có cái sự giới hạnh, giữ giới hạnh. Còn cái người mà cứ thấy người khác nói ra cái nỗi của mình một cái là sinh ra cái tâm oán ghét, thì cái người đấy sẽ không có tiến sang được trong cái sự giữ giới này, không phát triển giới hạnh cao thượng được. Vì cái người đấy là người chỉ muốn che giấu tội lỗi, che giấu tội lỗi. Nó có hai cái người, một là cái người luôn luôn thích làm những việc tội lỗi nhưng lại thích người khác nghĩ là mình là cái người tốt, thích làm việc xấu nhưng lại muốn được người khác khen là mình là người tốt. Thì cái người đã phải che giấu những cái tội lỗi của mình đi, và không muốn ai nói đụng đến những cái nỗi lầm của mình. Còn một cái người thì luôn luôn muốn sửa nỗi mình cho nó hết nỗi. Đôi khi có những cái mình không nhận ra được, nhờ người khác hãy chỉ nỗi lầm, nhờ người khác hãy chỉ nỗi lầm cho mình, thì để cho lần sau mình khỏi có những nỗi lầm nữa. Thì đấy là cái người có cái nhân của cái sự tiến bộ trong cái sự thực hành giới. Giới có các loại, các cái thể loại của sự giữ giới: chỉ trì, ngăn ngừa không cho làm việc ác, chỉ ngăn ngừa, chỉ dứt tức là chỉ là dừng lại, không được làm nữa. Đây là cái người ai, đây là dừng lại, từ nay đi không được phép làm, từ trước đến giờ làm, từ khi mà chưa thọ giới thì mình có thể làm những cái việc theo ý thích của mình, nhưng bây giờ khi đã thọ giới rồi thì mình không được làm theo ý thích của mình nữa, mà phải dừng lại tất cả những cái việc
không được phép, có rất nhiều cái không được phép, không được phép làm này, không được phép làm cái kia. Thế đấy là chỉ. Trước kia thì mình thoải mái sát sinh trộm cắp, thoải mái làm những cái gì mà mình muốn. Bây giờ những cái việc đó không được phép nữa, dừng lại. Đấy là chỉ, tác chỉ, nên là. Có những cái giới thuộc về tác chỉ, nên là. Những cái việc trước kia mình chưa không muốn làm, nhưng bây giờ phải nên làm, nên làm. Không bắt buộc nhưng mà nên làm, nên làm. Ví dụ như những cái giới chỉ trì là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, dừng lại, không được phép. Còn những cái giới nên làm, đó là cái giới như là không ăn phi thời, không xem nghe múa hát, không nằm giường, ngồi nơi giường quá cao xinh đẹp, hay là không cầm giữ tiền vàng bạc, hay là những cái giới của người xuất gia. Đấy là những cái giới mình nên làm, không bắt buộc nhưng mà nên, muốn để tiến triển hơn. Có giới suốt đời, đó là ngũ giới. Ngũ giới là cái giới suốt đời. Có ai nói là bây giờ hôm nay thọ ngũ giới để mai đi xả ngũ giới không? Không có ai xả thọ ngũ giới xong rồi đi xả ngũ giới. Nhưng mà thọ bát quan trai giới thì được xả giới. Thọ bát quan trai giới là cái giới tạm thời, có thể giữ trong một ngày một đêm và hôm sau xả. Giữ một ngày xong lại xả. Giới hữu động là giới giữ giới để hưởng phước báo nhân thiên, giới vô động giữ giới để chứng ngộ niết bàn. Cho nên là bây giờ nếu mà có một cái người giữ giới thì luôn luôn phải gò, tức là có một cái gì đó nó giống như là cái nó không được tự do thoải mái như cái người không giữ giới. Cái người mà không giữ giới thì cảm thấy được tự do hơn, thoải mái hơn. Và cái người giữ giới thì nó phải bị gò bó hơn. Thế thì cái người mà người ta không giữ giới, người ta bảo giữ giới để làm cái gì, được cái gì mà phải giữ gìn như thế. Thì lúc đấy mình bảo sao? Bây giờ mình giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, mà cái người khác người ta bảo giữ giới để làm gì, được cái gì mà giữ, tại sao lại phải giữ giới như thế? Đó, thì giữ giới nó có cái mục đích, mục đích giữ giới để hưởng phước báo nhân thiên. Có những người giữ giới để tránh xa những cái quả báo khổ đau và để được hưởng cái phước, cái bước để được hưởng cái phước báo an vui ở cõi người hoặc cõi trời. Đấy được gọi là giới hữu động, giới thế gian. Còn có người thì bảo tôi giữ giới để đi đến giải thoát sinh tử, chứng ngộ niết bàn. Thì cái mục đích của mỗi người giữ giới nó có cái mục đích khác nhau. Nếu mình giữ giới ở cái mức mình chỉ giữ giới mà không cầu chứng đắc niết bàn thì cũng được hưởng cái sự an lạc, cái hạnh phúc ở cái cõi trời, cõi người. Còn có người thì giữ giới để mình hưởng cái an vui ở cái sự chứng ngộ niết bàn. Thì mục đích giữ giới hữu động hoặc là giữ giới vô động. Giới có ba bậc là bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Có người thì giữ giới ở cái mức bình thường, có người thì giữ giới ở cái mức độ trung bình, có người giữ giới ở cái mức độ tột cùng cao thượng. Giữ giới ở cái mức bậc thường là sao? Là giữ giới mà thà bây giờ mất tài sản bên ngoài chứ không phạm giới. Đấy là giữ giới ở mức bậc thường. Như nhân mình phát nguyện giữ giới, phát nguyện giữ giới, bát quan trai giới hay là năm giới. Thì đương nhiên là giữ giới thì nó phải tổn hại, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tài sản. Như trước kia một cái người đấy hay làm những cái việc đi sát hại sinh linh, hay là đi ăn trộm, hay là đi buôn bán gian dối nọ kia, làm những cái việc bất thiện để thì nó sẽ có dễ dàng kiếm được những cái tài sản trước mắt. Cái người mà không giữ giới, người ta có thể tìm mọi cái thủ đoạn, và người ta có thể làm được rất nhiều những cái việc một cách tự do thoải mái để kiếm được những cái lợi nhuận ngay trước mắt. Nhưng mà cái người giữ giới rồi thì sẽ ảnh hưởng đến cái điều đó. Nó sẽ không còn được thoải mái về tài sản nữa. Thì một cái người phát nguyện giữ giới mà thà rằng có bị tổn hại đến tài sản chứ không phạm giới thì đó là giữ giới ở cái mức bậc thường, bậc thấp. Có người giữ giới ở cái mức bậc trung, thà tổn hại đến cái thân thể này, tổn hại đến cái thân thể. Tức là khi mà mình giữ giới rồi thì mình cảm thấy cái thân này nó phải khổ hơn, nó gian khổ hơn về thân. Từ ngày giữ giới này tôi sụt mất mấy ký này,
Thì cái giữ giới là giới về bậc gì? Bậc trung bình. Từ ngày giữ giới rồi không không đi sát sinh, không được bắt cá, không được giết gà, không được giết mổ gì, cho nên là toàn phải ăn chay. Ăn chay đến bây giờ nó gầy gò, khóc, gầy dơ xương nữa rồi. Thế cái người, nhưng mà tôi vẫn giữ giới. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn giữ giới. Thì là giữ giới ở mức gì? Ở mức bậc thượng, ở bậc trung. Còn có người giữ giới ở bậc thượng làm sao? Để giữ giới ở bậc thượng thì hoàn toàn tha chết cũng không phạm giới. Người tha chết cũng không phạm giới. Thì đấy là giữ giới ở cái mức bậc thượng. Nhưng có cái người đấy mà mắc một cái bệnh gì nguy hiểm lắm, xong là người ta bảo là bây giờ cái bệnh này ấy, thì cần phải giết một cái con gì đó để ngâm với rượu thì ăn vào thì mới khỏi. Và bây giờ mình giết nó thì mình phạm giới, vừa phạm giới sát sinh vừa phạm giới uống rượu thế này, thôi ta thả chết ta chẳng làm việc đó đâu. Có làm được cái đấy không? Làm được cái đấy thì nếu mà người làm được như vậy là giữ giới bậc thượng. Thì nó tùy từng người, ai mà mình giữ được cái mức nào thì giữ. Như Đức Phật thì giữ cả ba mức được. Còn bình thường thì mình cứ giữ giới được mức bậc thường cũng là tốt lắm rồi, mức bậc trung cũng là tốt rồi, bậc thượng thì tùy, có khả năng giữ được thì khả năng sau này mình thành Phật được. Có cái giới của người tại gia, có cái giới của người xuất gia, năm giới, tam giới. Có giới của tỳ kheo, có giới tỳ kheo ni. Kheo ni thì đấy là thì cái người nào là, thì khi mà mình hành thiền niệm giới, người tại gia thì mình niệm cái giới tại gia, người xuất gia thì mình niệm cái giới của người xuất gia. Người nào sa di thì niệm giới sa di, tỳ kheo thì niệm giới tỳ kheo ni niệm giới tỳ kheo ni. Mà người nào là tu nữ thì mình phải niệm cái giới của tu nữ. Thì mỗi người có, mình phải thực hành giới sau đó mình mới được niệm giới. Mình phải niệm cái giới mà mình đang thực hành. Ví dụ người tại gia mình giữ năm giới thì niệm năm giới. Người nào mà giữ tám giới thì niệm tám giới. Niệm là tưởng nhớ đến cái giới của mình. Như là quả thật các giới ta đang giữ gìn thật là thanh tịnh, không có vi phạm giới nào. Có hôm nào mình ngồi mình nghĩ lại về cái giữ giới của mình không? Giữ giới quả thật suốt cả một năm nay rồi, ta đã quy năm bảo thọ trì giới một năm, hai năm, ba năm nay rồi, ta chưa phạm giới nào cả. Đã bao giờ tưởng nhớ vậy chưa? Hay là mình nhớ lại ta mới thọ giới, giữ giới, thọ giới được có một ngày, hai ngày, ba ngày mà ta đã phạm gần hết rồi. Thì nó ở cái mức nào? Lúc ấy mình tưởng nhớ đến cái mà mình giữ giới thanh tịnh, hay là mình tưởng nhớ đến cái mà mình đã phạm giới? Mình tưởng nhớ đến những giới mình đã phạm, hay là tưởng nhớ đến những giới mà mình chưa phạm? Khi mà mình tưởng nhớ đến giới, tưởng nhớ đến những giới mình đã phạm rồi thì khởi tâm tàn quý, hổ thẹn mà gây sợ. Đấy, tưởng nhớ đến những cái giới mà mình chưa phạm thì làm sao? Thì mình khởi lên cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ đối với cái giới mà mình chưa phạm đó. Giới thể là thể nhập thuần thục trong giới. Đã có ai thể nhập được với giới chưa? Thể nhập với giới, thuần thục ở trong giới. Thể nhập với giới đó là không bao giờ cố ý làm bất cứ một cái gì phạm giới. Không bao giờ còn cố ý sát sinh, không bao giờ còn cố ý trộm cắp, không bao giờ còn cố ý tà dâm, không bao giờ cố ý nói dối, không bao giờ cố ý uống rượu nữa. Thì đấy nó gọi là giới mà đã được gọi là thể nhập. Không bao giờ nó khởi đến cái tâm cố ý làm cái việc gì nữa. Thì cái lúc đầu thì làm sao? Tiết chế, chế ngự. Cái lúc đầu ấy là phải cố gắng giữ gìn, cố gắng chế ngự lại những cái tâm mà nó muốn phạm giới. Rồi khi mà mình tiết chế như vậy lâu ngày, nó được rèn luyện lâu ngày, nó thuần thục. Khi mà nó thuần thục rồi, cái tâm đấy không bao giờ nó khởi lên nữa. Thì cái người mà mới thọ giới, mới quy y, mới thọ giới, mới tu tập, thì cái người đấy giữ giới rất là vất vả, khổ, khổ thân, khổ tâm.
lúc nào nó cũng phạm giới, mỗi khi nó phạm giới cảm thấy nó đau xót. Mỗi khi nó phạm giới rồi, đến khi nó phạm rồi mình mới biết là ủa mình đã phạm giới, mình đã phạm giới. Còn vì cái lúc đấy là cái nó, giới nó chưa thể nhập, giới nó chưa thể nhập, cái sự phản tỉnh nó hơi chậm. Lúc nào phạm ra rồi mới nhớ ra. Ví dụ như có cái người mà hôm nay thọ giới bạn con trai mà về nhà quên mất, lại ăn tối ăn xong rồi nghĩ nó cứ khó chịu, nó cứ hối hận. Thì cái đấy là cái giới chưa thể nhập này. Cái người đấy là chưa thể nhập giới, cho nên đôi khi nó bị quên. Mình đã giữ giới năm giới rồi mà hôm vừa rồi lại quên uống mấy cốc rượu, bây giờ hối hận quá. Thì cái đấy là giới nó chưa thể nhập. Vì mặc dù mình chế ngự có lúc mình đã cố gắng, nhưng mà thỉnh thoảng nó quên. Thì còn khi mà đã thể nhập rồi thì nó không có cái chuyện quên nữa, không quên nữa, lúc nào nó cũng nhớ. Nhìn thấy rượu nó biết là mình đã giữ giới không uống rượu rồi. Nhìn thấy bất cứ một cái con vật gì nhỏ bé, mình giữ giới không sát sinh. Bất cứ một cái vật của người khác, mình nhìn thấy tiền, thấy vàng của người ai, người ta anh rơi ra, mình cũng không bao giờ lượm, mình không bao giờ lấy đút túi nữa. Thì đấy là nó thể nhập giới, không còn cố ý phạm giới nữa. Đấy là giới thể nhập. Cho đến khi nào mà một người tu tập mà chứng đến bậc thánh sơ quả là nó sẽ thể nhập này hoàn toàn, sẽ thể nhập với giới một cách hoàn toàn, nên không bao giờ cố ý phạm giới nữa. Còn lại những người mà còn là phàm phu thì vẫn phải cố gắng tiết chế. Mà có người thì chế ngự ở cái mức độ cao thô, có người thì chế ngự ở cái mức vi tế thấp. Giới tướng thể hiện ra ngoài, hình tướng bên ngoài đàng hoàng trang nghiêm hiền thiện. Cái người mà giữ giới một thời gian thì cái người đấy nó sẽ khác, nó thay đổi, nó thay đổi cái hình tướng luôn. Nhưng mà bây giờ có một cái người mà tôi giữ giới 10 năm 20 năm nay giữ giới năm, nhưng mà bảo sao trông ông sợ thế. Thì cái người mà giữ giới thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài, người đó sẽ trở thành một cái người trông rất là hiền thiện, trang nghiêm. Thì cái người đó mới là cái người có giới, nó là giới tướng. Nhưng mà cũng có những cái người bên ngoài hình tướng thì mọi người khen mà, ôi cái người này sao trông trang nghiêm thế nhỉ, cái người này trông sao hiền thế nhỉ. Đấy. Nhưng mà một thời gian sau mới thấy là ôi cái người này bên ngoài thì rất là trang nghiêm, nhưng mà trước cái chỗ đông người thì rất là trang nghiêm, mà chỗ không đông người thì lại không hề trang nghiêm, lại rất là nghịch. Bên chỗ nào mà đông người thể hiện ra rất là hiền thiện, lúc nào cũng thể hiện ra mình là một người hiền thiện, nhưng mà lại rất là hung dữ. Thì cái đấy là cái tướng đấy gọi là tướng gì? Đấy gọi là giả tướng. Tướng ví dụ như là ngày trước có mấy người thợ săn ấy, người ta đi vào rừng, người ta săn ấy. Thì cứ đi vào trong rừng ấy, thì là họ phải lượm những cái áo của những người tu họ mặc vào. Họ mặc vào xong là họ kè cái cung tên ở bên cạnh ấy. Thế là mấy cái con thú nó sống ở trong rừng thì các cái vị mà đạo sĩ tu ở trong rừng rất là nhiều. Thì nó biết là các vị đạo sĩ trước bây giờ là không có săn bắn, không có làm hại bất cứ một cái loài nào cả. Cho nên là nó nhìn thấy nó không có sợ, nó không có chạy. Thế là mấy cái người thợ săn nó lợi dụng cái hình tướng đấy. Nó không mặc áo, nó không cạo chọc đầu, nhưng mà nó không mặc cái áo của mấy cái người tu ấy, nhưng mà nó lại thủ cung tên ở bên trong. Em đi gần mấy con thú không chạy là nó giương cung bắn chết. Nên đấy thì đấy tức là cái tướng của cái người có giới thì rất là hiền và khiến cho những cái người ở xung quanh không thấy sợ. Vì không sợ cho nên là không chạy cho nên là bị bắn. Thì cái người mà vừa giữ giới là thế, là nó sẽ có cái tướng đấy, nhưng mà cái tướng ấy thì nó không có chuẩn được. Mình nhìn vào cái hình tướng ở bên ngoài cho nên mà mình suy đoán người này có thể là bị sai. Bây giờ cái hình tướng mà cứ ai mà mặc áo là cái người tu này, mặc cái áo nâu rồi
là cái người đó rất là hiền thiện, nên mình rất là yên tâm. Có chuyện đấy không? Không ngờ lại có mấy người thợ săn người ta cũng mặc áo tu vậy chăng? Thì cái giới tướng, thì cái người thứ giới nó cũng thể hiện ra cái hình tướng bên ngoài. Nhưng mà cũng có người là cái tướng thật, có người là tướng giả. Giới hạnh trở thành người có đức hạnh, tức là cái người giữ giới một thời gian dài, kiên trì giữ giới một thời gian dài, nó sẽ trở thành một cái hạnh. Ví dụ cái người đấy mà ngày xưa người ta là cái người vô hạnh, vô hạnh nó là người ta không có kiêng tránh một cái việc gì hết. Nhưng mà bây giờ cái người đấy là cái người có cái sự kiêng tránh. Ví dụ như là mà có cái người ta có cái hạnh ăn chay, có cái người đấy nó cũng là hạnh. Nhưng mà đây có những người ta có cái hạnh không sát sinh, có người có hạnh không trộm cắp, hạnh không tà dâm, hạnh không nói dối, hạnh không uống rượu. Nó lâu ngày rồi, nó thành cái thói quen rồi. Cái thói quen đấy nó trở thành hạnh. Người đấy thì cái người giữ giới nó sẽ trở thành một cái hạnh của cái người đấy. Và thì bảo là trời ơi, cái người đấy giữ giới lâu ngày như vậy, người ta có khổ đau không? Người ta có khổ đau không? Khi nó trở thành cái hạnh rồi, nó là cái niềm hạnh phúc. Hạnh nó là cái niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi được giữ giới. Còn cái người nào mà bây giờ nhìn ở cái người mà không giữ giới mà nhìn vào thì sao? Cảm thấy người đó là khổ đau. Nhưng mà cái người mà người ta đang sống ở trong cái khuôn khổ đấy thì người ta thấy đó là cái niềm hạnh phúc. Đó là điều hạnh phúc. Thì người ta hoan hỉ đối với những cái hành động của mình. Người ta hạnh phúc với cái hành động của mình, với cái giới hạnh của mình. Thì giới nó trở thành hạnh. Đó là cái hạnh, là cái hạnh lành. Giới pháp là những cái giới cần, là những cái học giới, những điều cần học tập và giữ gìn. Giới pháp, giới pháp tức là những cái pháp liên quan đến cái sự giữ giới đấy. Nó có rất nhiều những cái pháp liên quan đến sự giữ giới. Nên có người mà tôi thì giữ giới không có sát sinh, nhưng mà tôi chỉ tránh không sát sinh những cái con vật nó chạy trên mặt đất thôi, còn những con mà nó bơi dưới nước thì cứ sát thoải mái. Cái pháp ấy nó có liên quan. Có người bảo tôi chỉ giữ giới là chỉ không sát hại những con nó bay trên trời thôi, còn những con nó đi ở dưới đất thì nó là cái con thấp kém, biết nó không có tội. Nó có nhiều những cái pháp nó liên quan đến cái việc giữ giới. Vậy thì những cái người mỗi một cái giới nó lại có những cái pháp liên quan nữa, cho nên là cái người giữ giới rồi phải học để mà hiểu được những cái pháp nào liên quan. Đấy, nó gọi là có những cái chi pháp của những cái giới điều đấy. Mục đích mà Đức Phật chế giới, mục đích chữ giới là để làm gì? Mục đích chữ giới là để các đệ tử được hưng thịnh. Hưng thịnh là cái người vào đạo, cái người theo đạo càng ngày càng đông. Bây giờ bảo những người nào là đệ tử của Đức Phật, đó là những cái người tam quy ngũ giới, ít nhất là tam quy ngũ giới, hoặc là cái người xuất gia, giữ những cái giới của người xuất gia, thì đấy mới là đệ tử của Đức Phật. Vậy thì cái người nào mà có chấp nhận giữ giới thì mới là đệ tử của Đức Phật. Vậy cái người giữ giới càng đông thì đạo pháp càng hưng thịnh, để mọi người được an vui. Một cái hội chúng đông mà không có kỷ luật, không có nề nếp, không có trật tự thì nó sẽ hỗn loạn. Nhưng mà có cái kỷ luật, có trật tự, có nề nếp thì ai cũng an vui hết. Chứ để tự do thì mọi người sẽ trở thành một cái hội chúng, một cái hội chúng mà không có kỷ luật thì cái hội chúng nó rối loạn. Nhưng mà nếu mà có kỷ luật thì cái hội chúng đấy sẽ là một cái hội chúng có trật tự và an lành, để điều phục những người xấu. Có những cái người xấu thì người ta hay làm những cái việc xấu, thì người ta sẽ không thể nào mà sống ở trong một cái môi trường mà hiền thiện được. Có những cái môi trường mà ai cũng là những người tốt thì những cái người xấu người ta có muốn nhảy vào, người ta không, người ta nộ hết cái tính xấu, người ta nộ hết cái tính xấu. Những cái người xấu người ta sống ở những cái nơi mà tạp nham ấy thì được. Chứ người ta mà đến những cái môi trường, ví dụ có cái người mà người ta năng chăng hay thích
cãi nhau, cãi cọ nhau, nhưng mà đến cái môi trường ai cũng yên tĩnh, ai cũng tĩnh lặng thì người ta không chịu được. Có cái môi trường mà người ta thích đùa giỡn mà đến cái chỗ mà ai cũng trang nghiêm, vậy thì người ta không chịu được, người ta phải chạy đi chỗ khác. Vậy thì để điều phục được những người xấu như vậy thì ví dụ như là quy định là đến chùa ai cũng phải giữ những cái giới như vậy, ví dụ ai cũng phải giữ 8 giới. Nhưng mà có những cái người, người ta thích hút thuốc lá, thích uống rượu, thích uống chè, thích đánh bài, thích nghe nhạc, thích xem phim chuyện nọ kia thì người ta không chịu được, người ta sẽ chạy đi chỗ khác. Thì giữ giới là vậy, giữ giới là để nó điều phục được những người xấu. Và những người xấu vào đây thì phải theo một cái quy khuôn khổ, cái quy định này. Còn nếu mà không theo được cái khuôn khổ quy định này thì sẽ không tồn tại được. Để người tốt được yên ổn, để cho những cái người tốt được sống yên ổn. Chứ nếu mà không có giới thì ai cũng như ai, thì những cái người mà sống tốt đấy người ta sẽ bị những cái người xấu người ta uy hiếp, thì người ta sẽ không được yên ổn. Thì cứ ở nơi nào mà cái người bất thiện mà nhiều thì cái người thiện là phải chạy đi chỗ khác, phải ẩn đi, phải ẩn. Một là ẩn trong đám đông, hai là ẩn trong rừng sâu. Còn ở nơi nào mà có nhiều người thiện xuất hiện thì những người bất thiện đấy phải bỏ chạy, hoặc là ở ẩn. Một là họ sẽ ẩn ở trước một cái đám đông, hai là họ phải ẩn đi, họ sẽ chạy đi nơi khác. Thì cho nên là mọi người đều giữ giới thì mọi người đều trở thành những cái người tốt, người thiện. Thì những cái người xấu người ta sẽ chạy đi chỗ khác để đoạn trừ những phiền não trong hiện tại. Thì nếu mà người mà giữ giới thì sẽ ít phiền não, ít có những phiền não sinh khởi, để đoạn trừ những phiền não trong tương lai, để đem lại niềm tin cho những người chưa tin. Nếu mà người mà có cái giới hạnh thì sẽ khiến cho những người khác sinh khởi được niềm tin, để tăng trưởng niềm tin cho những người đã có niềm tin, để chánh pháp được tồn tại và để giới luật được thực hành. Đấy là 10 cái mục đích của cái việc của Đức Phật chế là giới. Lợi ích của việc giữ giới hiện tại nữa, lợi ích giữ giới thì được tài sản lớn bởi tinh tấn không gì vui. Giữ nơi người có giới hạnh thì được danh thơm, tiếng tốt đồn xa, không sợ hãi rụt rè khi đứng trước hội chúng, được tiếng tốt đồn xa. Và cái người mà giữ giới thì không có do dự, không có rụt rè, không có sợ hãi, mình không có nỗi nầm gì đâu, mình phải sợ gì ai. Còn cái người mà có tội thì làm sao, đi đâu cũng nhâm nhấp nó sợ. Cái người không có tội thì chẳng sợ gì cả, đi đâu người ta cũng, mọi người người ta cũng chẳng ai bắt nỗi mình, chẳng ai là cái người làm hại mình. Còn cái người mà có tội thì đi đâu cũng sợ, sợ người ta chỉ ra cái nỗi của mình. Khi năm chung tâm không tán loạn, và sau khi mạng chung được sinh về cõi lành, đấy là lợi ích của giữ giới. Còn bây giờ là đến việc thực hành thiền niệm giới. Giờ mình đã hiểu ra được cái mục đích, ý nghĩa của việc giữ giới rồi, thì lúc này mới tiến đến việc thực hành thiền niệm giới. Tức là một cái người có thực hành giữ giới rồi, một cái tưởng niệm đến giới. Thế nào là thiền niệm giới? Thiền niệm giới là sự tập trung tâm tưởng nhớ đến giữ giới trong sạch của chính mình. Cái người hành thiền ấy, ngồi tập trung tâm lại, tưởng nhớ đến các giới hạnh của mình. Ví dụ như là mình nhớ đến 5 giới hay là nhớ đến 8 giới, nhớ cái giới mà mình đã thọ trì, mình tưởng nhớ đến những cái giới của mình xem là nó có trong sạch hay không. Tưởng nhớ đấy, có 4 cách để mà tưởng nhớ đến, có 4 cái cách mà mình niệm, mình tưởng niệm đến giới. Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt, quả thật các giới ta đang thọ trì không bị lủng, quả thật các giới ta đang thọ trì không bị nốm đốm, quả thật các giới ta đang thọ trì không bị nát tan. Mỗi lần niệm một câu cho đến khi đắc cận định rồi thì niệm tiếp sang câu thứ 2, thứ 3, thứ 4. Thì cái người mà thực hành niệm giới thì phải học thuộc 4 cái câu này. Học thuộc 4 cái câu này thì mới niệm được giới. Quả thật các giới ta không bị đứt, thật các giới ta không bị nổng, quả thật các giới ta không bị nổng đống, quả thật các giới ta không bị tan nát. Đứt giới là làm sao? Đứt giới có nghĩa là mình phạm giới mà nó bị đứt. Đứt
giống như là bây giờ có một cái sợi dây mà nó đứt ra làm đôi, bây giờ có một cái dây mà nó đứt ra làm đôi thì đó là đứt giới. Thì giới vẫn có, bây giờ một cái sâu chuỗi, một cái chuỗi giới, ví dụ như là một cái người đấy năm cái giới đấy sâu lại thành một cái chuỗi, sâu lại thành một cái sâu chuỗi, mà bây giờ mình cầm mình đứt một cái nó đứt ra thì đó là giới bị đứt. Có nghĩa là vậy thì cái gì, cái giới đầu tiên với giới cuối cùng là hai cái nối, là hai cái đầu mối, cái đầu nối của hai giới đấy. Nếu mà mình phạm một giới đầu tiên, phạm một giới cuối cùng thì gọi là đứt giới. Ví dụ như là một cái người đấy hôm nay đi, hôm nay mình phạm một cái giới, đó là mình sát sinh, bắt một cái con gì đó, bắt một con gà hay một con chim hay một con cá, mình nên làm thịt. Khi mình có thịt rồi, bảo có thịt mà không có rượu thì nó còn ra gì nữa. Thế là mình lại đi mua một chai rượu nữa về nhắm. Thì là lúc đấy phạm một giới đầu tiên là giới sát sinh, phạm luôn giới cuối cùng là giới uống rượu, thì lúc đấy là đứt giới, thế là giới bị đứt. Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị lủng, lủng có nghĩa là nó bị thủng, bị thủng một lỗ thôi. Nên là bây giờ mình có một cái gì đó, một cái vật gì đó mà nó bị thủng, giống như một cái bị, có một cái bị hay là một cái bình, một cái gì đó nó bị thủng. Khi mà nó bị thủng rồi thì nó dò ra, dò gì, những cái gì mình để ở trong đấy nó rơi ra ngoài. Vậy trong năm giới của mình nó cũng tương tự như là một cái bình vậy, chẳng may nó bị thủng một lỗ, tức là chẳng năm giới, nhưng mà mình chỉ phạm mất có một giới thôi. Ngồi mình nghĩ lại hôm nay cả năm giới mà bị thủng, mà bị phạm mất một giới, ví dụ mình chỉ phạm mỗi một giới ăn trộm thôi, phạm mỗi giới ăn trộm hay là, thì lúc đấy là giới bị thủng, thủng mất một chỗ, thủng thì vì bán lại là xong. Quả thật các giới ta đang thọ trì không bị nốm đốm, có nghĩa là nó loang loang chỗ này một tí, nốm đốm sang chỗ kia một tí, giống như con bò nó có nhiều cái vết loang, con bò loang thì nó có một cái vết đen ở trên đầu, một cái vết đen ở dưới cổ, một cái vết đen ở dưới trán, một cái vết ở mông. Thì cái giới cũng vậy, hay mình phạm một giới một xong lại phạm giới ba, lại phạm giới năm, phạm nốm đốm như vậy thì nó gọi là giới bị nốm đốm, giới bị lát tan, giới bị tan lát, bị vụn nát hay là bị tách nát. Thì quả thật các giới ta đang bị tăng thọ chỉ không bị tan nát, bị lát tan à? Phạm giới 1, giới 2, giới 3, giới 4, giới 5, phạm giới này nó lan sang giới khác. Ví dụ như là mình phạm giới sát sinh, người ta hỏi là mình có sát sinh không? Ở không, thế nên mình từ cái giới đấy mình sinh ra giới nó dối. Khi mà mình ăn trộm thì người ta hỏi có ăn trộm không? Bảo không. Thì cái giới nọ nó lan sang giới kia, làm cho mình phạm nhiều giới một lần thì đó giới nó bị tan nát. Thế là cách niệm, tưởng niệm về giới. Thì khi mà mình tưởng niệm như vậy, mình thấy các cái giới của mình nó được thanh tịnh, giới mình không bị đứt, thì mình cứ niệm quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt, quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt. Thế cứ niệm đi niệm lại như thế thì mình sẽ sinh ra cái tâm hoan hỷ, hoan hỷ về việc giữ giới. Còn để mình hiểu rõ về giữ giới không bị đứt này, thế nào là giới không bị đứt, một trong năm giới đầu tiên và giới cuối cùng bị phạm thì đứt giới. Ví dụ giới sát sinh không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu, nhưng mình phạm hai giới này, phạm vào giới sát sinh, phạm giới uống rượu, thì đó là còn là đứt giới. Còn nếu hai giới này mà mình không phạm thì lúc đấy là giới không đứt. Thì lúc đấy mình có thể tưởng niệm là quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt. Thế nào là giới bị lủng? Giới bị lủng, phạm một giới thôi, phạm một trong năm giới thì gọi là giới bị lủng. Cứ phạm một giới, thế thì mình quan sát lại, không có phạm giới nào thì giới không bị lủng. Thế nào là giới bị nốm đốm? Nốm đốm này,
nó cứ canh một giới phạm một giới, canh một giới phạm một giới. Ví dụ như phạm sát sinh nhưng không trộm cắp, phạm tà dâm nhưng không nói dối, nhưng phạm uống rượu, phạm lốm đốm như vậy thì gọi là giới bị lốm đốm. Nếu như mình không có phạm những cái giới như thế này thì mình lúc đấy tưởng niệm là quả thật các giới ta đang tội trì không lốm đốm, quả thật các giới ta đang tội trì không bị lốm đốm. Thế nào là giới nát ta, giới bụ nát, giới bị bụ nát là phạm hết, phạm giới này sang giới kia, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, rồi uống rượu phạm hết thì lúc đấy là tan nát hết, chẳng còn gì nữa. Đã qua đến cái mức mà tan nát hết giới rồi, tan nát hết giống như nhà trúng một quả bom, quả bom tan tành hết không còn gì cả. Thế nào là phạm giới? Phạm giới được quy định như thế nào? Nhưng mà hôm nay mình hôm nay mình đi săn bắn, nhưng mà mình bắn vào con chim mà nó trượt, nó bay đi mất. Thì xong là mình về bảo hôm nay con phạm giới sát sinh. Người thầy hỏi sát sinh làm sao? Hôm nay con bắn trúng, con đi con bắn sực qua đầu con chim thì nó bay mất, thì con phạm giới sát sinh rồi. Thì người thầy sẽ bảo sao? À, như thế đã phạm chưa? Chưa phạm. Chưa phạm, giới vẫn còn lành, chưa bị đứt. Giới vẫn còn lành, chưa hề bị đứt. Vậy thì, nhưng mà cái giới như vậy thì nó còn thanh tịnh không? Mình đang định phạm giới, nhưng mà mình không phạm được. Cố ý phạm nhưng nó không phạm được. Thì lúc đấy là giới có bị đứt không? Giới không bị đứt, nhưng mà giới nó còn thanh tịnh không? Nó không còn thanh tịnh nữa, nó bị ô nhiễm mất một chút thôi. Nó bị một vết nhơ, bị hơi ô nhiễm một chút thôi, chứ chưa đứt. Để mà phạm vẫn, thì lúc đấy được gọi là phạm giới chưa? Chưa phạm giới, lúc đấy là vẫn chưa phạm giới. Mà hôm nay giữ giới mà đi qua nhà kia định nhảy vào bắt lấy trộm cái gì đó, nhưng mà chó cắn con nó chạy ra, thì cái lúc đấy là đã phạm giới ăn trộm chưa? Chưa phạm giới ăn trộm. Nhưng mà cái giới ăn trộm đấy nó còn thanh tịnh không? Nó không thanh tịnh, nó bị ô nhiễm rồi, nó bị ô nhiễm, bị một vết nhơ, nhưng mà chưa có phạm giới. Vậy thì thế nào là phạm giới? Giới, vấn đề phạm giới là khi mình đã phát nguyện thọ trì giới mà cố tình vi phạm, mà đã vi phạm thành công. Thế nhỉ? Mình cố tình vi phạm mà mình đã vi phạm rồi thì lúc đấy nó mới phạm giới. Thế còn mình cố tình vi phạm nhưng mà chưa vi phạm được thì nó vẫn chưa phạm giới. Thì bây giờ căn cứ vào đâu để biết là mình phạm giới? Thì các chi pháp để phạm giới, ví dụ như là giới thứ nhất, Paratipratavedamanisikhaparansamanijami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sinh. Đấy là thọ trì giới nhé. Còn bây giờ các cái chi pháp để phạm giới sát sinh, nó có 5 chi pháp. Một chúng sinh có mạng sống, mình biết chúng sinh nó có mạng sống, mình có ý muốn giết hại chúng sinh đó và cố ý giết nó, và chúng sinh đó đã chết do sự cố ý của mình. Hội đủ 5 chi đấy thì phạm giới sát sinh. Hội đủ 5 cái chi như vậy thì nó mới cố ý sát sinh. Chứ bây giờ nó thiếu một chi thôi. Nó thiếu một chi. Ví dụ như là cái người này là cái người thọ trì 5 giới. Cái người này thọ trì 5 giới. Nhưng mà bây giờ mình đi đường, mình chẳng may mình đạp chết một con gì đấy. Thì nó đã chết do mình vô ý đạp. Thì mình có phạm giới không? Mình sẽ không phạm giới. Mình sẽ không phạm giới. Hoặc là mình đang đi đường thì mình nhìn thấy một cái con vật gì đó nó xa xa, mình đến lúc đấy mình quên mất là mình giữ giới rồi, mình mới giơ cung lên mình bắn nó, đến khi nãy nơi thì nó bảo chỉ ra cái con vật này nó đã chết sẵn rồi, thì lúc đấy mình có phạm giới không?
Nó đã chết sẵn rồi, nhưng mà lúc ấy mình tưởng nó còn sống, mình bắn nó mà. Khi lại nơi thì nó đã chết thối ra rồi. Thì lúc ấy có phạm giới không? Vẫn không phạm giới, bởi vì nó chúng sinh đó không có mạng trọng. Nó là chúng sinh không có mạng trọng, cho nên là sẽ không có phạm giới. Mà lúc đấy mình chỉ phạm gì? Phạm nỗi. Lúc đấy mình chỉ là một cái người có nỗi, có cái tâm bất thiện. Lúc đấy có cái ác tâm, nhưng mà lúc đấy nó vẫn chưa đứt được giới. Nó phải đủ cả năm chi này, nó hội đủ hết. Một chúng sinh có mạng sống, mình biết nó có mạng sống, mình thừa biết là nó có mạng sống, mình tác ý muốn giết, rồi cố ý giết chúng sinh đó chết cho sự cố ý của mình. Giống như vậy, giờ có người ta làm con rắn giả, người ta vứt ra đường, mình bảo ôi con rắn này ai mà đạp vào chết, mình đánh nó một cái, đánh ôi thì ra con rắn nhựa, thì mình sẽ không đứt giới, vì chúng sinh đó không có mạng sống. Khi nào hội đủ hết cả năm chi, đủ cả năm chi này, chỉ thiếu một chi trong năm chi thôi thì sẽ không phạm giới. Có hai hình thức sát sinh, đó là tự mình sát sinh hoặc bảo người khác sát sinh thì đều phạm giới sát sinh. Bây giờ bảo hôm nay tôi giữ giới không sát sinh, nhưng mà bây giờ bảo thôi mọi người hôm nay để cho tôi giữ giới, mọi người đi làm thịt cái con này đi để làm món ăn đi, để cho tôi giữ giới, thì lúc đấy mình có phạm giới không? Mình sẽ phạm giới là sai bảo người khác. Nó có, dù mình không trực tiếp làm nhưng mình sai bảo người khác làm, mình vẫn phạm giới, mình vẫn bị đứt giới, mình vẫn bị đứt giới. Vậy thì mình giữ giới là thế, không phải là mình không tự tay làm nhưng mà do mình sai khiến người khác làm thì mình sẽ phạm giới sát sinh. Nhưng mà bây giờ có một cái người thì ăn chay nhưng mà này, mình lại đi sai người khác và đi ra cái quán chay để mua cho tôi con gà. Nhưng mà cái người đấy người ta đi ra chợ người ta mua một con gà thật về người ta làm thịt, người ta dâng lên cho mình ăn, thì mình có phạm giới không? Sai bảo đấy, phạm người khác ấy. Nhưng lúc đấy là mình không cố ý, mình không cố ý thì mình không phạm. Đấy là mình vô ý thôi, do người khác người ta hiểu sai cái ý của mình thì mình không phạm. Dù mình có bảo người khác nhưng mà thì mình vẫn không phạm. Giới thứ hai, Adina Dana Viramani Sikhavaran Samarizami, con xin thọ chỉ điều giới là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Chi pháp phạm trộm cắp có năm chi. Tài sản nó có chủ, mình biết rõ tài sản có chủ, mình khởi ý muốn trộm cắp, cố ý lấy trộm cắp, lấy được tài sản do sự cố ý ấy, hội đủ năm chi ấy thì phạm giới trộm cắp. Năm chi này nó thiếu đi một chi thôi là mình sẽ không phạm giới. Khi nào nó đầy đủ cả năm chi này thì mình mới phạm giới trộm cắp. Nhưng bây giờ mình đang đi ở trên đường, mình đang đi ở trên đường, mình thấy một cái sâu tiền ở trên đường. Lúc đấy mình mới đứng mình hỏi tiền này là của ai, tiền này là của ai, hỏi 3 lần như vậy mà không ai trả lời thì nó là gì? Nó là tiền vô chủ. Tiền vô chủ thì mình cầm về không phạm giới, vì tài sản này không có chủ. Ví dụ như bây giờ mình đang đi trong làm, thấy cái tài sản đấy, mình biết là cái tài sản này của người khác nhưng mà mình cố ý lấy trộm, nhưng mà mình chưa kịp lấy. Mình chưa kịp lấy người ta phát hiện ra rồi, thì người ta bắt mình đi tù, thì bảo người này có tội, người này phạm tội ăn trộm. Tức là mình mới đột nhập vào trong nhà mà chưa lấy được đồ mà đã bị bắt và bị giam, bị cầm tù, bị giam rồi. Thế là lúc đấy khi mà được thả ra rồi về bảo con hôm nay phạm giới trộm cắp rồi. Hôm đấy có phạm không? Lúc đấy mình vẫn chưa phạm, chưa lấy được đồ, mặc dù mình có cố ý, nhưng mà khi mà mình chưa lấy được thì
thì cái hành động đấy nó chưa thành tịnh thì vẫn không phạm giới. Khi nào cái hành động đấy nó thành tịnh mới phạm giới. Những cái tài sản gì nó không có chủ thì không có phạm giới, mà tài sản gì nó có chủ mà mình cố ý mình lấy thì là phạm giới. Thế thì bây giờ cái con chim nó đẻ trứng ra xong rồi nó bay đi kiếm mồi, là mình nên mình lấy trứng về mình ăn thì cũng phạm giới không? Ví dụ trong nhà mình nuôi rất nhiều gà, mỗi khi nó đẻ xong rồi mình lấy trứng của nó mình ăn, mà mình có hỏi nó không? Có hỏi nó về mình có phạm cái tội là ăn trộm không? Ăn trộm cái đồi nó có phải là của con gà không? Cái giới ăn trộm này nó có quy định là chủ đấy là người hay chủ đấy là súc sinh không? Chủ đấy là chủ ai, ai là chủ đây? Tài sản có chủ, nhưng mà cái tài sản này chưa ghi rõ là chủ là ai, phải không? Chủ này là người hay là chủ này là súc sinh, hay là chủ này là phi nhân quỷ thần? Đất thì có thủ công, sông có hà bá. Mình xuống sông mình tắm, mình có hỏi ông hà bá không? Cho tôi tắm cái không? Thế người bảo cái gì cũng có chủ mà. Thì đi đâu cũng là cái có chủ, mình làm cái gì mình phải hỏi mày không? Hỏi mà chưa được cái câu trả lời, chưa được sự đồng ý mà mình đã dùng rồi thì sao? Như vậy bây giờ mình đi chặt cây cối cũng vậy, ở trên nó có chim chóc và đây là nhà tôi, không ai được đụng đến. Hay là nó có cây cối có quỷ thần sống ở đấy, hay mình đụng đến là phạm giới thì sao? Mình lấy trộm đồ đạc nhà cửa người ta. Như vậy thì chủ đây ở đây là quy định cho là ai? Là quy định cho là con người. Con người. Những cái gì chủ yếu chỉ là người thôi. Vậy những cái gì mà những cái tài sản gì có người làm chủ, những tài sản gì có người làm chủ mà mình cố ý lấy, mình khởi cái ý muốn lấy và mình cố ý lấy, và mình đã lấy được cái tài sản đấy, thì lúc đấy mình phạm giới ăn trộm. Phạm giới ăn trộm nhé. Chứ bây giờ nó quy định là tài sản này có chủ mà là những cái con vật gì, có con vật thì nó sống ở đấy, nó là chủ rồi, thì mình có động được vào đến cái gì không? Không được đụng đến cái gì hết. Cái gì nó có con vật ở trong đấy hết. Thì lúc đấy cái cơ thể mình có mấy con giun ở trong ấy, thì nó là của giun hay là của mình? Và đây là nhà của giun. Con giun và đây là nhà của tôi. Sau này đụng đến nhà của tôi thì lúc ấy mình tranh nhau với nó như thế nào? Và đây là cái bụng của tao. Hay là nhà của giun. Thì vậy thì ai là tài sản, ai là chủ của cái tài sản này? Vậy chỉ là con người là chủ của tài sản đấy. Vậy thì khi mà mình lấy một cái gì đó, mình phải để ý xem là cái này là tài sản của người nào, chứ không phải là tài sản của con gì. Có bất công với mấy cái con bé không? Mấy con vật không? Mai mốt thì cứ nên lấy hết đồ đạc của nó. Hội đủ 5 cái chi này thì phạm giới trộm cắp, thiếu một trong 5 chi thì không phạm giới trộm cắp. Tài sản thuộc về vật chất như vàng bạc, nhà cửa, đồ đạc, tài sản vật nuôi như gà, chó, mèo, heo. Những cái con vật nó cũng là tài sản của những cái người đó. Tài sản trí tuệ, các cái tác phẩm, phát minh, các nghiên cứu. Cái hình thức trộm cắp là tự mình lấy hoặc là sai bảo người khác lấy. Đấy là cái hình thức thuộc về tài sản. Tài sản là bất động sản và bất động sản. Và những cái tài sản thuộc về trí tuệ. Và cái hình thức trộm cắp là tự mình lấy hoặc là sai bảo người khác lấy. Đấy là hình thức trộm cắp.
cố ý nấy, do mình cố gắng nấy, sai bảo người nấy, trốn thuế. Người trốn thuế cũng là cái người trộm cắp, bảo người khác chờ cơ hội mà nấy, cũng là trộm cắp. Dùng bùa chú để nấy, dùng thần thông để nấy thì đều phạm tội trộm cắp. Có nhiều cái cách thức để có thể lấy trộm cắp được của người khác. Cố gắng nấy, có thể là mình ăn cướp, dùng cái sức mạnh uy hiếp để nấy, hoặc là sai bảo người khác nấy, trốn thuế. Tất cả những cái điều đó đều là phạm tội trộm cắp. Đây, những cái này nó thuộc về cố ý, cố tình, cố gắng. Giới thứ ba, Kamesu Michachara Veramai Sikhavara Samaditami. Con trên tọa chỉ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Chi pháp phạm tà dâm nó có bốn chi: đối tượng nam nữ không phải là vợ chồng, khởi tâm tham dục, cố ý tà dâm và đã tà dâm do sự cố ý đó. Hội đủ bốn chi này thì phạm giới tà dâm. Người nào ngoại tình thì người đó là phạm giới tà dâm. Người nào cặp bồ không phải vợ chồng nữa thì người đó phạm giới tà dâm. Giới thứ tư, Musawada Veramani Sikkhapada Samaditami. Con xin thọ chỉ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chi pháp để phạm giới nói dối có bốn chi: điều không thật, vật không có, tâm muốn lừa dối, cố gắng lừa dối bằng lời nói cử chỉ mà người nghe đã tin theo sự lừa dối ấy. Đủ bốn chi ấy thì phạm nói dối. Nhưng bây giờ mình nói dối mà người ta không tin thì mình có phạm không? Cái người này rất là hay nói dối nhưng mà nói ra không ai tin cả. Không ai tin. Thì cái người đó có phạm người ta nói dối không? Không phạm. Dù mình nói sai sự thật người ta không tin. Nhưng mà bây giờ mình nói đúng sự thật mà người ta không tin thì mình có phạm giới không? Cũng không phạm giới. Mình nói đúng sự thật mà tin hay không là việc của người ta. Nhưng mà cái lời nói thật của mình nó lại gây ra nguy hiểm, gây ra cái tai hại cho người khác thì mình có phạm giới không? Mình không phạm giới nhưng mà mình có lỗi. Mình có lỗi ở trong đấy. Mình nói không được, không đúng thời, không hợp thời. Cái điều thật mà mình nói là thật, cái vật không có mà mình nói có. Ví dụ mình chẳng có cái gì cả nhưng mà mình nói khoác ấy, mà tôi có cái này, tôi có cái kia nhưng mà thật ra mình chẳng có gì. Thì đấy là nói dối. Do mình tâm mình muốn lừa dối người khác. Chứ còn có những cái đứa trẻ ngây thơ nó không biết. Nó không có biết thì nó không phạm. Còn những cái người biết rõ ràng, đó là không nói có nói không. Biết nói không biết và không biết nói biết, nghe nói không nghe mà không nghe nói nghe. Biết rõ ràng như thế mình cố gắng lừa người khác thì đấy nó phạm dối. Còn cái người không biết, người ta nầm tưởng thì người ta không phạm dối. Giới thứ năm, Sura Meraja Machapat Namachapamaratanaviramanisikamaransamarizami. Con xin thọ chỉ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu. Chi pháp uống rượu có bốn chi: rượu và các chất say. Rượu và các cái chất say, cái chất gì mà say nghiện như ma túy, thuốc phiện, thuốc ná và bia cũng say. Đấy đều là chất say. Tâm mình muốn uống, cố gắng uống. Khi uống qua cổ họng thì lúc đấy là phạm giới uống rượu. Đấy này, tất cả rượu và cái chất say nó thế. Đấy, nó có bốn chi pháp đấy, phạm một trong bốn chi này thì là phạm giới. Bây giờ đến mục đích của cái hành thiền niệm giới này là để làm gì? Để cho tâm được thanh tịnh, thoát khỏi sự ám ảnh của tham sân si. Nếu mình hành thiền niệm giới, tâm của mình nó rất là thanh tịnh. Tâm nó được chánh trực vì có cảm hứng từ niệm giới và chứng đắc được cận hạnh, được định cận hành từ đề mục thiền niệm giới. Những người mà thực hành thiền niệm giới thì tưởng niệm đến các cái giới thanh tịnh của mình, quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt, cứ niệm đi niệm lại như thế là cái tâm của mình nó khởi lên cái hoan hỷ, tâm của mình nó khởi lên cái chánh trực, tâm của mình nó hết than sân si,
và dần dần mình sẽ đắc được định cận hành. Mục đích của cái hành thiền niệm giới là thế. Bây giờ lại có người hỏi rằng một người hay phạm giới thì có niệm được giới không? Bây giờ mình thấy là giới nào nó cũng đứt. Mình muốn niệm giới nhưng mà mình thấy giới của mình nó toàn bị đứt, rồi có giới thì bị nùng, có giới thì bị tan nát hết rồi. Bây giờ có niệm giới được không? Không giữ được giới thì lấy gì để niệm? Giữ giới không được thì sao niệm được? Thì người đó phải thọ trì lại giới cho trong sạch, rồi hướng tâm đến cái thời gian giữ giới trong sạch đó và thực hành niệm giới. Người muốn niệm giới là phải giữ giới trước, phải giữ giới cho thanh tịnh, cho trong sạch trước thì mới tưởng niệm được, mới đến giới được. Thì hôm đấy mình có thể cố gắng giữ cho nó sạch giới trong một ngày thôi, rồi tưởng niệm đến là quả thật các giới ta thọ trì ngày hôm nay không chưa bị đứt, quả thật các giới ta thọ trì từ trong ngày hôm nay chưa bị nùng, quả thật các giới ta thọ trì trong ngày hôm nay chưa bị nốm đốm, chưa bị nát tan. Thì cái đấy là mình cố gắng ít nhất phải giữ được giới trong một ngày một đêm, thì sau đó mình tưởng niệm đến cái giới thanh tịnh đấy rồi mình niệm thì mới được. Còn mình thấy cái giới của mình bị phạm rồi thì không được tưởng niệm đến cái giới bị phạm đấy nữa, mà phải tưởng niệm đến cái giới mà mình giữ một cách thanh tịnh. Một người thường xuyên bị đứt giới nùng thì có được niệm là quả thật các giới của ta thọ trì đã bị đứt bị nùng không? Cứ niệm là quả thật các giới của ta thọ trì bị đứt bị nùng bị phạm tùm lum thì có phải là niệm giới không? Không phải là niệm giới, không được phép niệm như vậy, mà mình chỉ được hổ thẹn. Mình hổ thẹn với những cái điều mà mình đã phạm giới. Thật là đáng hổ thẹn, thật là đáng ghê sợ vì những điều mà ta đã phạm giới. Mình có thể tác ý như vậy nhưng mà nó không phải là pháp thiền niệm giới. Thiền niệm giới là phải tưởng nhớ đến cái giới hành thanh tịnh trong sạch mà mình đã giữ trọn vẹn được ít nhất là một ngày một đêm thì mình mới được niệm đến. Không được niệm giới bị đứt mà phải niệm giới thanh tịnh, cho nên phải giữ gìn giới hành trong sạch trước thì mới hành được thiền niệm giới. Một cái câu hỏi đó là: một người phát nguyện thọ giới nhưng không giữ giới, một người không thọ giới nhưng lại giữ giới, một người vừa không thọ giới vừa không giữ giới, và một người vừa thọ giới vừa giữ giới thì sẽ khác nhau như thế nào? Một cái người họ nguyện phát nguyện là ta sẽ thọ, ví dụ như năm giới, phát nguyện là hôm nay ta sẽ thọ trì tam quy và năm giới, sẽ nguyện thọ năm giới suốt đời, nhưng mà về cái giới gì cũng phạm. Một cái người họ không có phát nguyện thọ giới nhưng họ chẳng phạm giới nào thì ai hơn ai? Một người vừa không thọ giới vừa không giữ giới, còn một người vừa thọ giới vừa giữ giới thì ai hơn ai? Rõ ràng là cái người giữ giới thì tốt hơn rồi. Nhưng vấn đề nó khác nhau như thế này: một người phát nguyện thọ giới nhưng không giữ giới thì người đó vừa phạm tội vừa phạm giới. Ví dụ như là mình đã nguyện thọ giới rồi nhưng mà mình lại không giữ được, mình lại phạm giới. Còn mình sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối thì đấy là mình phạm tội, thì cái người đấy vừa có tội vừa phạm giới vừa phạm tội. Một người không thọ giới nhưng lại giữ giới thì người đó không phạm tội, nhưng mà người đó có giữ giới không, có công đức giữ giới không, người đó có giới hạnh không? Người đó không có cái công đức giữ giới, người đó không phạm tội nhưng không có cái công đức giữ giới. Một người vừa không thọ giới vừa không giữ giới thì vừa phạm tội, thì có người đó có phạm tội nhưng mà có phạm giới không? Người này sẽ không phạm giới, thì người ta có thọ giới là một người ta phạm, người ta không thọ thì người ta đâu có phạm. Một người vừa thọ giới vừa giữ giới thì vừa có công đức giữ giới, thì người đó là người có công đức giữ giới. Nhưng bây giờ cái người mà thọ chỉ bát quan trai giới nhưng mà mình lại ăn sau giờ ăn chiều thì mình sẽ phạm, nhưng mà cái người không thọ giới thì người ta ăn chiều người ta phạm không? Người ta không phạm. Vậy cái người mà thọ giới rồi mà không giữ được giới thì người đó phạm giới. Còn cái người mà người ta không thọ nhưng mà người ta vẫn làm cái việc đấy thì người ta phạm tội. Thì bây giờ phạm tội với phạm giới
thì cái nào nặng hơn? Một người là phạm tội, một người phạm giới thì cái tội nào nặng hơn? Người phạm giới nặng hay người phạm tội nặng? Nếu mình cái câu hỏi thì trả lời sao ha? Nếu mình biết không đủ điều kiện giữ giới, không đủ điều kiện để giữ giới thì có nên thọ giới không? Mình biết là cái hoàn cảnh của mình không thể tránh được sát sinh, không thể tránh được trộm cắp, không thể tránh được nói dối uống rượu tà dâm, cái điều đó không thể tránh được thì mình có nên nên thọ giới không? Mà tôi cứ thọ đi không tránh được thì phạm. Không đủ điều kiện thọ giới thì không nên thọ giới, nên đợi khi nào đủ điều kiện thì mới thọ giới. Chứ không đủ điều kiện thọ vào thì lại còn thêm một cái tội nữa phải không? Thêm đã có tội, đã phạm tội rồi lại còn thêm một cái là phạm giới nữa. Vậy thì không đủ điều kiện thọ thì không đủ điều kiện để giữ thì không phạm, thì không thọ. Còn đã thọ rồi thì phải giữ. Cũng như là mà một người thọ giới của người xuất gia không đủ điều kiện để giữ, mình thọ rồi mình lại phạm rồi thì lúc đấy mình sẽ bị xử. Nếu mình biết không thể giữ giới một cách trọn vẹn thì có nên thọ giới không? Mình biết rằng là giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu chắc mình chỉ giữ được 2 giới thôi, còn 3 giới phạm thì làm sao đây, có nên thọ không? Mà trong 5 giới này chắc chỉ giữ được 4 giới thôi, thế nào cũng phạm mất giới thì có nên thọ không? Mà trong 5 giới này chắc chỉ giữ được 1 giới thôi, thế nào cũng phạm 4 giới thì có nên thọ không? Không thể giữ giới một cách trọn vẹn. Khi mình đọc đến giới của người xuất gia 227 giới mà tùm lum các giới thế này, chắc ngày mình chỉ giữ được 27 giới thôi thì có nên thọ không? Thế nào phải hạ phạm đến 200 giới thì sao? Chỉ có Đức Phật mới giữ giới trọn vẹn được, vì vậy cứ nên thọ giới ha. Cứ nên thọ giới cũng chả biết đâu phạm thì miễn là đừng phạm hết là được. Phạm đến lúc phạm hết sạch thì không nên phạm, không nên thọ giới. Còn nếu mà mình cảm thấy vẫn có thể giữ được một chút thì cứ thọ. Chứ thực ra có ai là cái người giữ giới một cách trọn vẹn được không? Không ai giữ giới trọn vẹn được, thế nào cũng phạm, không ít thì nhiều. Ít thì nhiều ấy, từ lúc mà giữ 5 giới thì đã có ai chưa? Đã phạm mấy bao nhiêu lần rồi? Có đếm hết được không? Rất nhiều rồi ấy. Sao mà tránh hết được? Thì vậy cho nên là dù có phạm vẫn cứ thọ. Nghĩa là đừng có phạm quá, phạm vừa vừa thì tha cho. Phạm quá là bị xử, vừa vừa thôi, vừa phải thôi, vì chưa thành Phật nên là đôi khi có lỗi một chút thì cũng bỏ qua cho nhau được. Khi mà thành Phật rồi thì không thể có một lỗi nào được hết, Đức Phật là trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất. Vì vậy cho nên là đừng có sợ, cứ thọ giới đi, phạm rồi nó có đứt thì mai xin lại. Vậy có sợ thọ giới nữa không? Không nhá, thọ 5 giới rồi mai thọ 8 giới nhá, xong là 10 giới nhá, xong thọ 227 giới nhá, 311 giới phải thọ hết đi ha. Thọ đi đừng có sợ, nhiều người mà sợ không giữ được giới không dám thọ, giữ được 50% cũng là quý lắm. Một người cố ý sát sinh, một người cố ý phạm giới sát sinh thì tội nào nặng hơn? Một người cố ý sát sinh, một người cố ý phạm giới sát sinh, giới nào nặng hơn? Cố ý sát sinh là cái người nào? Là cái người đời không có giới, phải không? Một người cố ý phạm giới sát sinh là cái người nào? Là cái người Phật tử đã thọ giới. Hai người này cùng có hành động như nhau, tội của người nào nặng hơn? Tội người đời nặng hay tội cái người con Phật nặng? Nặng hay nhẹ nó ở đây này. Người cố ý sát sinh ý, giống như người đang mặc áo đen có thêm một chấm đen nữa cũng bình thường.
Cái người cố ý phạm giới sát sinh giống như người đang mặc áo trắng mà có một cái vết đen ấy, nó dính vào thì nó rất là khó coi. Còn tội nặng hay nhẹ thì tùy vào sự cố ý nhiều hay ít. Không thể nói là ai nặng ai nhẹ, mà cái tâm, cái ác tâm nó mạnh ấy, thì là tội nặng, cái ác tâm nó yếu thì là tội nhẹ. Nhưng mà cái người nào sẽ bị chê trách? Cái người phạm giới sẽ bị chê trách. Cái người đời người ta không có phạm giới, bây giờ tôi có giữ giới đâu mà, cho nên tôi sát sinh là chuyện bình thường. Còn chẳng ai trách người ta cả, người ta có giết tùm lum không ai trách. Nhưng mà cái người đã thọ giới rồi mà làm sao? Mà còn phạm giới thì sẽ bị làm sao? Sẽ bị chê, sẽ bị trách, sẽ bị mắng, sẽ bị chửi, sẽ bị mang ra kỷ luật, sẽ bị mang ra sám hối. Sẽ có rất nhiều cái hình thức xử lý cái người đấy. Nó giống như là một cái áo trắng, bây giờ nó có vết bẩn thì làm sao? Mình phải đi tẩy, đi chùi, đi lau, đi giặt, mất rất nhiều công sức. Còn cái người có áo đen, có một vết làm sao nữa thì chẳng ai nhìn thấy cả, bình thường như không. Thì khác nhau cái thế thôi. Một người không thọ giới nhưng sống rất hiền thiện, một người có thọ giới nhưng sống cũng hiền thiện như thế, vậy phước của người nào lớn hơn? Ông thọ giới thì ông sống cũng hiền thiện, tôi chẳng thọ giới tôi cũng hiền thiện, tôi ông bằng nhau. Có bằng nhau không? Và vậy thế cho nên người ta bảo tu đâu chẳng bằng tu nhà. Tu ở tại gia, tu thứ nhất tu nhà, thứ ba tu chợ, thứ tư với tu, thứ hai tu chợ, thứ ba với tu chùa. Tôi ở nhà tôi sống hiền lành tôi cũng là tu. Tôi còn đứng nhất bảng. Tu ở ngoài chợ cũng là tu ở chùa cũng là tu. Thì việc gì phải tu ở đâu? Gặp đâu tu đấy. Tu nhà cũng được, tu chợ cũng được, tu chùa cũng được. Ba chỗ đều tu, đều là chữ tu bằng nhau hết. Có bằng nhau không? Phước người nào lớn hơn? Thì vấn đề là người không thọ giới thì chỉ khi mà nó có phước ấy, mình sống hiền thiện thì khi có phước thì cái phước đấy là phước hữu nợ, phước ở trong sinh tử. Còn cái người mà có thọ giới thì khi mà cái phước của cái người thọ giới là cái phước vô nợ và phước đi đến niết bàn, nên người thọ giới sẽ cao thượng hơn. Cũng là hai người đấy thì đều hiền thiện nhưng mà nó có cái mục đích khác nhau. Người kia người ta sống hiền thiện mà sống hiền thiện theo kiểu đời. Còn một cái người là sống hiền thiện theo kiểu đạo. Hai cái hiền thiện này nó đi đến hai con đường khác nhau. Hai con đường này nó không có như nhau, hai con đường này nó khác nhau. Cái hiền thiện của người đời là sẽ sinh thiên hoặc là sinh lại làm người có được hưởng phước. Thế, sống lâu mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, có nhiều tài sản. Thế là hưởng phước ở cái trong sinh tử thôi. Còn là hưởng cái phước hữu nợ. Còn cái người mà cũng là hiền thiện nhưng mà sống có giữ giới là cái người đấy sẽ đi đến cái phước vô nợ, đi đến niết bàn giải thoát. Cho nên nó có cái sự khác nhau về cái mục đích của cái giới hạnh đó. Vậy thì cái người hiền thiện rồi có cần phải thọ giới nữa không? Và tôi sống hiền lành này còn bắt tôi thọ giới làm gì? Có cần không? Có cần để chuyển hóa cái hiền thiện đấy thành cái giải thoát, thành cái giác ngộ. Hành thiền niệm giới thì được lợi ích gì? Hành thiền niệm giới, lợi ích của việc hành thiền niệm giới. Khi chuyên tâm niệm giới thì thiền sinh được có được sự tôn trọng đối với giới luật. Người mà có niệm giới thì mình mới tôn trọng giới luật, tôn trọng cái sự giữ gìn giới luật, sống hòa hợp với các bạn đồng tu, sống hòa hợp với những người khác. Tức là mình có giữ giới mình mới tôn trọng người khác giữ giới, mình mới tôn trọng những người khác giữ giới. Cho nên người giữ giới mới kính trọng những người có giới hạnh, những người có giới hạnh họ mới kính trọng người có giới hạnh, vì ấy tự mình thu thúc và giữ gìn giới luật. Có thể là không có ai nhắc nhở, dù sống ở nơi một mình, ở nơi vắng vẻ có một mình thì cái người đấy mình vẫn phải thu thúc, vẫn giữ gìn, vẫn nhắc nhở mình giữ gìn giới luật. Đấy là cái lợi ích của cái pháp niệm giới.
thấy sợ hãi trong những nỗi nhỏ nhặt. Tức là dù mình có một cái nỗi gì nhỏ mình cũng làm thấy ghê sợ. Còn cái người mà không niệm giới thì người ta hay xề xòa, có cái nỗi nhỏ mà phạm chút nó không sao. Nhưng mà cái người niệm giới thì dù một phạm một chút cũng cảm thấy nó cảm cũng cảm thấy nó hổ thẹn, cảm thấy sợ hãi, ghê sợ những điều tội lỗi. Đạt đến viên mãn về đức tin. Cái người mà đức tin ấy, tăng trưởng đức tin cho mình và tăng trưởng đức tin cho những người khác. Những người khác người ta nhìn thấy người Phật tử có giới hạnh thì người ta tăng trưởng niềm tin. Bản thân vị đó giữ giới thì cũng tăng trưởng cái đức tin đối với giáo pháp. Có nhiều an lạc và hạnh phúc. Thế người giữ giới rồi mình, khi mà nó thuần thục rồi, nó trở thành một cái giới hạnh rồi, mình sẽ rất là hạnh phúc ở trong cái sự giữ gìn giới đấy. Vì mình không có những cái nỗi lầm gì, cho nên tâm của mình nó không có trạo hối, không có hối tiếc, cho nên nó hân hoan, hoan hỉ, nó an lạc, nó định tĩnh, dễ dàng tu tập chứng đắc được thiền định và thiền tuệ. Khi mà mình đã giữ giới thanh tịnh rồi thì tu tập chứng đắc thiền nó rất là dễ dàng, vì nhân giới sinh định và nhân định sinh tuệ. Nếu chưa được giải thoát trong đời này thì cũng có một sinh hữu tốt đẹp ở tương lai. Nếu đời này mà chưa đi đến Niết Bàn thì cái pháp niệm giới nó sẽ làm cho mình giữ giới thanh tịnh. Chờ cái sự giữ giới thanh tịnh đấy, mình sẽ có một cái tương lai rất là cao thượng, rất là tốt đẹp. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc thực hành thiền niệm giới. Vì vậy, người có trí trì giới, tu tập tâm và tuệ, tinh tấn và thận trọng, thiền sinh ấy thoát trần. Hết cái bài niệm giới, hết pháp thiền niệm giới. Ai thắc mắc gì về thiền niệm giới không? Học xong rồi đã biết cách thiền niệm giới chưa? Biết cách để hành được cái thiền niệm giới không? Thứ nhất là phải giữ giới cho thanh tịnh, sau đó mình tưởng nhớ đến cái giới hạnh của mình, tưởng niệm trong một trong bốn câu: quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt, các giới ta đang thọ trì không bị nùng, các giới ta đang thọ trì không có bị nốm đốm, không có bị nát tan. Thì đó là niệm giới. Mỗi lần niệm một câu, niệm như thế dần dần cũng sẽ đắc được cái tịnh cận hành, giống như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng.